Hello, đây xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay video này á, đây chia sẻ với các bạn một chủ đề làm thế nào để trái sầu riêng chúng ta không bị xương. Ha. Thì nhiều anh em á, là sợ cái trái là khi mà cái trái nó dày ra như thế này nè, đứt chu như thế này nè. Và nhiều anh em mà sợ nó bị xương, sẽ thầy lái chê này kia. Ha. Nhưng cái mẫu trái này là cái mẫu trái nặng ký lớn con và cơm nó lên rất là nhanh. Ha. Còn cái vấn đề á, tại sao anh em sợ? Tại vì á là sợ sau này á là cái trái này nó thành heo rồi đó, và cái vỏ nó dày, mà khi mà bán á, lái á, thì người ta sẽ chê. Nhưng mà đối với mình á thì mình chia sẻ với cái nhà như thế này nè, khi mà cái trái nó đã hình thành được cái học rồi, trong cái học nó có hộp rồi, nó bốn học cho lên, năm học cho lên rồi, thì cái trái nó dài ra là nó lớn lên là do cái hình hài nó, cái trái nó lớn con, nó nặng ký. Thì những cái mẫu trái như thế này nè, chúng ta chăm nè, là chúng ta để thứ nhất là để đủ đúng cái số trái sức cây. Cái cây này khả năng là nó mang khoảng 50-60 trái, mà cái nhà để cái trái như thế này nè, đó là sau này nó lên trên 3 kg hết là chúng ta làm được. Và dinh dưỡng đầy đủ thì cái học này nè nó sẽ nở căng ra, ha, nở căng ra, cái gai này nó sẽ giãn ra và đầy đủ dinh dưỡng nếu chúng ta để chúng ta chăm sóc dinh dưỡng đúng. Và cái trái này nó lớn, nó nở học phình ra đó, nó nở giãn nở ra thì cái trái chúng ta sẽ không bị xương ha. Tại vì nó có hộp, thì nó có hộp ở trong đây nè, cái hộp có hộp nè thì nó mới kéo cơm lên được. Thì cái trái sầu riêng chúng ta nó sẽ trên 3 kg ha. Thì khi chúng ta cho nó lớn hết cỡ đi giai đoạn này nè, là đây đã cho bón 20-10-10 luôn ha, để kéo cái trái cho nó lớn hết cỡ đó, nó dài ra đó, và bước đầu vô cái giai đoạn 60 ngày, thì bắt đầu đầy vỗ hông đó, đó cho nó lên cơm. À, khi mà cái cây cái bộ rễ nó khỏe nè ha, mình xử lý rễ này, xử lý pH đất nó rễ nó khỏe nè, là giai đoạn lên cơm á, kết hợp với mình để số trái cho nó hợp lý và cái vàng lá nó không bị tổn thương nhiều ha, vàng lá nó ok thì nó sẽ kéo dinh dưỡng lên, nó lên cơm mà trái của chúng ta sẽ no tròn, và no tròn thì nó sẽ không có bị cái tình trạng gọi là bị cháy muối hay là bị vỏ dày hay là nhìn cái trái nó căng đối lắm ha cả nhà. Thì bây giờ là cái trái nó quá cho nhiều rồi, cái cây này tới 80 mấy trái lận, mà cái khả năng của nó đầy đủ là nó nuôi khoảng chừng 55-60 trái là vừa rồi đó. Cây nào mà để nhiều quá là nó sẽ cái nhánh nó bị sâu, nó bị cháy lá mình đó. Cái cây nó bị nhánh cháy dài nhánh đó ha cả nhà. Thì hôm nay vô đây á là đầy xem cái vấn đề, thứ nhất là cái vàng lá, thứ hai là cái số trái. Bây giờ đó là anh chủ vườn là anh thấy quá nhiều và chưa neo trái nữa, cho nên là đậy ra trời tốc độ cái lượng trái bây giờ nó lớn rất là nhanh. Nếu mà chúng mà mình không có kịp can thiệp bây giờ là nó nguy hiểm lắm ha. Và nó đang đi cây bây giờ đang đi đọt là đậy thả luôn nè, đó là cho đi thoải mái luôn. Bây giờ đây hiện tại là đang giai đoạn là mình nung mà, thì dinh dưỡng như này mình cung cấp đầy đủ cho nó nè. Hồi nãy đây cắt đây lên rồi, đây cắt một tặng một đống nè, và chưa đâu, trái cỡ này là còn phải bỏ thêm nữa chứ đâu có nung nổi đó, các nhà thấy không nè, đó trái các nhà thấy nè, mình không biết điếm làm sao luôn, như vậy là phải bỏ ha. À, cái cây này cái sức nó tầm khoảng 40 trái là được rồi. Thì để nói ví dụ một trường hợp nè, một anh đó bây giờ á cái cây này nè mình để 60 trái đi ha, 60 trái thì trái nó trái 60 trái thì nó cũng qua ra phần 2,5 kg là dữ lắm, là ra trăm khoảng để cho ví dụ là 120 kg đi ha. Thì bây giờ mình để 40 trái thì nó cũng ra là 120 kg, nhưng mà 40 trái này á, mình tỉa chọn những trái nào mà nó đẹp nhất nè đó, và dinh dưỡng nó dồn đầy đủ cho 40 trái thì bảo đảm với cây bạc là cái trái này nè nó nở rai to ha, nó nở rai nó lớn đã, và dinh dưỡng nó đầy đủ thì nó sẽ sau này á, thứ nhất mình được lợi, thứ nhất là cơm nó ngon, trái nó đẹp, và thứ hai là cái cây của mình nó cũng đỡ cái vấn đề cái gánh nặng để nó nuôi trái ha. Còn nếu chúng ta để 60 trái để nhiều quá nó rút cái cây chịu không nổi, và khi đó trái nó mốc méo nè, rồi nó lên không thẳng gai nè đó, rồi trái nó xấu nè, thì khi đó thương lái sẽ vô sẽ mua, xem người ta sẽ đánh giá là cái trường của mình nó bị xương đó, từ câu chuyện đó nó bị xương ha. Cho nên bây giờ là mình phải tỉa ha, trái nó bự cái này rồi thì vô để lá trời không à, phải tỉa cho mình chứ quá cho nhiều trái như thế này làm sao mà đây cả nhà ra nè. Ý là trước đó này dinh dưỡng này đã đi rất là nhiều rồi ha, nó mới trụ nổi tới giờ đó.
xanh gai nè, cho xịt lớn trái bóng nè. Bây giờ là phải lập lại tiễn trái và neo cành ngay lập tức ha, không thôi là vài bữa là nó sẽ gãy nhánh liền đó. Chứ cái cây này là bây giờ nó trái nhiều lắm nha, tới dưới đó luôn kìa. Thì những nhánh những trái nào xấu là cứ bỏ đi, tại vì mình dư mà, đó cho nó bớt. Nhưng cái này là mình bỏ luôn nè. Làm sầu riêng là mình phải nhìn vô cái cây để mình biết được khả năng mình muốn lấy bao nhiêu, cái cây đó mình muốn lấy bao nhiêu ký đó, rồi mình chia bình quân chia 3 ký rồi ra số trái để mình lựa chọn. Như bây giờ mình cây mình để 30 trái thì mình để khoảng 35 trái, và khi nó lớn lên mình chốt mình bỏ thêm 5 trái nữa là còn 30 trái, thì 30 trái nó toàn là hoa hậu không ha. Đó thì nó giảm cái gánh nặng cho cái cây mình nuôi, thì chúng ta mới ăn được, vừa tăng sức vừa bền được ha các nhà. Rồi đây xin kết thúc video tại đây nha, rồi hẹn với cả nhà ở video tiếp theo.